Hello, chào mọi người. Hôm nay mình đến tại Tòa Thánh Tây Ninh, mình đi tham quan tại Tòa Thánh này nha các bạn ơi. Wow, điều đầu tiên mình đến đây thì mình sẽ thấy có một cái cổng rất là lớn, rất là hoành tráng. Và ở trên cái cổng này thì có hai cái con rồng trân châu rồi rất là lớn ở trên cái cổng này các bạn. Nó nằm ở trên một cái đại lộ rất là lớn. Bây giờ thì chút xíu nữa chúng ta đi vào bên trong thử coi có cái gì nha. Các bạn thân mến, mình thấy ở trước cái cổng chính này là một cái khoảng sân rất là rộng. Nó có ba cái cổng và ở giữa là một cái cổng chính và hai bên là hai cái cổng phụ. Nhưng hôm nay thì mình thấy cái cổng chính này thì lại đóng cửa. Mình hỏi thăm thì được biết là chúng ta có thể tham quan ở các cái cổng phụ ở hai bên. Cái cổng chính này thì để rất là to các cái chữ như là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, và mình thấy thì hình như là được xây dựng năm 1965 theo như ở trên cái cổng chính ghi lại. Và chúng ta sẽ đi vào bên trong để xem thử coi cái tòa thánh này nó đẹp như thế nào nha các bạn. Mình thấy tòa thánh được xây dựng, cái chính điện nằm ở một cái trung tâm rất là lớn, và phía trước là một cái khoảng sân rất rộng để cho các cái khách tham quan có thể dừng chân và nghỉ ngơi ở cái khoảng sân này. Và hôm nay là ngày rằm tháng 8 thì nó lại trùng với lại cái lễ hội hội yến Diêu Trì Cung tại tòa thánh. Và mình thấy rất là đông người, rất là nhiều hàng ngàn người họ đạo đã đến đây để tham dự cái hội yến Diêu Trì Cung này. Và ngoài ra thì mình cũng thấy có rất là đông các cái khách tham quan ở các cái tỉnh thành đã đổ về đây, rất là đông, kể cả thành phố Hồ Chí Minh, ở Kiên Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng và các tỉnh miền Tây chung, nói chung rất đông đến quy tụ tại cái Diêu Trì Cung này. Và mình thấy ở đây là một cái không khí lễ hội rất là vui, rất là nhộn nhịp. Các bạn có biết không, ở hai bên của cái Diêu Trì Cung này thì các cái họ đạo người ta tổ chức mỗi một cái địa phận vậy thì người ta làm một cái quầy và một cái khu vực riêng để trang trí, trên đó là những cái bông hoa, đèn LED rồi rất là đẹp, để giống như là một cái phần lễ vật để dâng lên Thánh Mẹ, dưa Thánh Mẫu Diêu Trì. Và thì mình thấy nói chung trang hoàng rất là công phu, rất là đẹp. Một cái quầy như vậy theo mình ước tính thì không dưới phải vài chục triệu đồng, thì tại vì tất cả những cái bông hoa tươi và tất cả các cái loại hoa quả ngon nhất, tốt nhất, đẹp nhất đều được trưng bày ở đây. Chúng ta thấy có thể là ở trước cái khoảng sân này rất là đông. Ngoài ra còn ở trong của cái phần bên trong của cái phần điện này nữa rất là đông người. Đó các bạn có thể thấy ở đây rất là đông người đến đây tham quan và để dự lễ. Mỗi một cái quầy như vậy là đại diện của một cái phường, một cái xã, của một cái huyện ở trong tỉnh Tây Ninh đó các bạn. Đó, chúng ta có thể thấy là rất là nhiều các loại hoa lan, hoa sen và các cái loại bánh trái được trang trí rất là công phu. Và suốt hai bên của cái điện này thì mình đếm được khoảng một bên như vậy là 37 cái quầy như vậy, thì hai bên thì có thể chúng ta có thể thấy là khoảng 70 mấy cái gian như vậy ha các bạn, rất là đẹp và trang trí rất là tuyệt đẹp. Các bạn thân mến, đại lễ hội yến Diêu Trì Cung thì được tổ chức suốt trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 13 âm lịch cho đến hết ngày rằm tháng 8. Ở đây thì khi mà khách hành hương đến đây thì các bạn có thể vào ở cái phần nhà bếp bên phía sau và các bạn có thể ăn các cái bữa cơm chay, và ở đây người ta sẽ đãi từ 4 giờ sáng cho tới 10 giờ tối, và rất là tấp nập, hàng ngàn người đã đến đây để dự lễ và đã đến đây và ăn các cái bữa cơm chay tại cái nhà bếp này. Ở đây có hàng trăm người đến đây tình nguyện làm cái công việc từ thiện là phục vụ các cái bếp ăn. Các bạn ơi, mình cũng đi xuống dưới cái bếp ăn này và chỉ là các cái món rau củ và các cái
thực phẩm chay thôi, nhưng ở đây người ta chế biến rất là nhiều các cái món ăn rất là ngon. Mình đếm thì có khoảng chừng khoảng 10 món đó các bạn. Trong đó thì có các cái món ram mặn, món xào, món canh, rồi món các cái loại mắm nữa, các cái mắm mà trong đó là có món mắm Thái là một trong những cái món chay mà mình cảm thấy là rất là ngon, rất. Sau khi các bạn dùng bữa cơm chay thì các bạn còn được phục vụ các cái loại nước uống miễn phí, và có thể các bạn được dùng các cái khoai mì của cái vùng Tây Ninh rất là đặc biệt, rất là ngon các bạn ơi. Có một điều mình thấy rất là hay thì ở phía trước của cái ngôi chính điện thì chúng ta thấy có hai chiếc xe ba gác chở trên đó là các cái hộp cơm đã được làm sẵn và đi chạy tới chạy lui để mời các cái khách hành hương có thể là dùng các cái cơm chay miễn phí mà người ta đã đem tận tay cho mình. Ngoài ra còn phục vụ được các cái loại chay nước đóng chay uống, và đồng thời mình còn thấy họ cho cả các cái cây quạt và cả những cái áo mưa nữa, thì mình thấy ở đây gần như là người ta làm một cái công việc từ thiện một cách trọn vẹn từ cái chuyện nhỏ nhặt nhất, như là mình thấy có những cái quạt giấy nè, rồi áo mưa, rồi những cái chai nước, rồi những cái hộp cơm, mình thấy thật là xúc động. Ở đây người ta làm việc một cách hoàn toàn, họ làm công việc một cách từ thiện hoàn toàn vui vẻ và tình nguyện mà mình thấy thật là xúc động. Rất là đông các cái Phật tử không phải là họ đạo họ đến đây họ tham quan và đều được các cái bữa cơm rất là ấm cúng, có thể tạo cho một cái khách hành hương một cái ấn tượng rất đẹp và sẽ luôn nhớ về cái tòa thánh Tây Ninh này, và người ta sẽ sẵn lòng đi đến cái tòa thánh này một lần nữa nếu mà có điều kiện. Khi mình đến đây thì mình thấy ở đây là một cái không gian rất là rộng mở, mà tính cách của con người thì rất là cởi mở và thân thiện. Những kiến trúc ở đây như là những cái cung điện làm cho chúng ta tạm thời xa rời cái nhân gian đang mà bề bộn bên ngoài, và vô đây thì chúng ta cảm thấy như là ở trong một cái cảnh tiên rất là thanh nhàn, rất là sảng khoái. Điều đặc biệt là ban đêm ở đây còn lung linh, còn huyền ảo hơn nữa. Các cái ánh đèn ở trên nóc chánh điện và ở các cái khu vực xung quanh tạo cho chúng ta một cái không gian rất là lung linh, rất là huyền ảo. Các bạn ơi, khi mà các bạn tham quan ở bên trong này rồi thì các bạn đi ra bên ngoài, chúng ta sẽ đi dọc theo các cái con phố rất là rộng rãi và rất là đông người, thì mình thấy ở cái khu vực này có rất là nhiều quán cơm chay, người ta bán đến rất là khuya, và ngoài ra có các cái quán cà phê nữa. Thì ở đây mình thấy còn một số cái đặc sản của Tây Ninh nữa nè, chẳng hạn như là bánh tráng chẳng bàn, rồi các cái loại muối ớt của Tây Ninh gồm có các muối chay và các loại muối tôm rất là ngon, và mình cũng đã mua một cái ít về để làm quà. Ngoài ra thì ở đây nó có các cái loại trái cây đặc sản như là trái cây mãng cầu nè, trái mãng cầu đó các bạn ơi, cái mãng cầu ở đây rất là rẻ và rất là ngon. Mình thấy cái loại ngon nhất thì là khoảng 30.000 đồng một ký, còn các cái loại trung bình thì khoảng từ 10 cho tới 20.000 đồng một ký lô, và mình cũng đã mua được một ít đem về làm quà. Mình thấy trái cây ở đây rất là to, rất là ngon. Có lẽ là mãng cầu là một trong những cái loại đặc sản đặc biệt của cái vùng đất Tây Ninh này đó các bạn ơi. Chia tay với lại Tây Ninh thì mình hẹn sẽ có một dịp nào đó mình sẽ quay lại và nhất định sẽ ở lại lâu hơn nữa để tìm hiểu về tính cách và con người ở cái vùng đất của tòa thánh này. Video của mình đến đây đã hết. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn các bạn ở một cái video tiếp theo. Và các bạn ơi, còn một điều nữa là tại tòa thánh này chúng ta có thể đi cách 6 km để đến một cái núi Bà Đen. Núi Bà Đen là bây giờ là một cái trung tâm, một cái khu du lịch rất là đẹp, rất là ok. Chúng ta có thể đi cáp treo lên trên và chúng ta có thể đi cáp treo xuống, và đồng thời chúng ta cũng có thể đi các cái máng trượt rất là vui, rất là hấp dẫn nha các bạn ơi.
Giá vé thì nói chung cũng có thể chấp nhận được, nó không có đắt lắm. Thì chúng ta lên đó thì để thăm các cái chùa bà trên đó nè, rồi đi lên các cái chùa hang nữa, rất là đẹp các bạn ơi. Rồi bây giờ tạm chia tay các bạn nha, bye bye.